Tối ngày 28 tháng 11, cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020, Miss Tourist Việt Nam 2020 đã khép lại, nhưng ban tổ chức không tìm được Hoa khôi. Theo đó, cuộc thi diễn ra tại thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, với phần tranh tài của 30 thí sinh xuất sắc nhất. Tuy nhiên, điều bất ngờ là kết thúc cuộc thi, ban tổ chức công bố không có giải Hoa khôi. Cụ thể, danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Bùi Minh Anh, tỉnh Đắk Nông và giải Á khôi 2 trao cho thí sinh Ngô Thị Mỹ Hải, tỉnh Đắk Lắk. Người đẹp Bùi Minh Anh số báo danh 169, cao 1m68, số đo 3 vòng 826397. Người đẹp đến từ Đắk Nông, hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp Ngô Mỹ Hải số báo danh 099, cao 1m71, số đo 3 vòng 846491. Người đẹp đến từ Đắk Lắk, hiện đang là MC người mẫu tự do. Á khôi 1 sẽ nhận được giải thưởng có tổng giá trị 1 tỷ đồng, vương miện và quà tặng. Á khôi 2 có tổng giá trị giải thưởng là 500 triệu đồng, vương miện và quà tặng. Bên cạnh các danh hiệu Á khôi 1, Á khôi 2, ban tổ chức còn trao các danh hiệu Người đẹp du lịch, Người đẹp áo dài, Người đẹp trang phục vùng miền, Người đẹp trang phục thân thiện môi trường, Miss Eco, Người đẹp tài năng, Người đẹp ảnh, Người đẹp ứng xử, Người đẹp có thể hình đẹp nhất, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp thân thiện, Người đẹp nhân ái. Trong đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua các phần thi như trình diễn trang phục áo dài, trang phục eco thân thiện với môi trường, trang phục dạ hội chọn ra top 5 vào vòng thi ứng xử để tìm ra chủ nhân vương miện Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020. Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 có chủ đề Thanh âm trái đất nhằm tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, tài năng và nhan sắc của người phụ nữ Việt Nam, qua đó giới thiệu quảng bá vẻ đẹp con người và cảnh sắc Việt Nam ra thế giới. Cuộc thi năm nay diễn ra với nhiều dấu ấn hoạt động ý nghĩa, góp phần quảng bá di sản du lịch và bảo vệ môi trường. Được biết, vòng chung kết năm nay diễn ra tại Đắk Nông, vùng đất huyền thoại với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, nơi có công viên địa chất vừa được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Ban giám khảo cuộc thi năm nay gồm có Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Hoa hậu Ngọc Duyên, nhà thiết kế Diego Cotizas de Van, nhà thiết kế Laura Bolton Bardo, ông Anthony Hoàng, bà Hiền Phương Đông và Nguyễn Lê Lâm Ngân.